Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 347. Tập này thì mình đã thu âm trước và phát lên. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ thật rộng rãi những video bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả anh em và hãy giúp Phong một đăng ký kênh để cho kênh có thể phát triển hơn một chút. Bây giờ thì mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 347. Ngay lúc này, Quan Diễn ngồi xuống. Khi y ngồi xuống, dưới thân còn chưa có vật gì. Khi y ngồi xuống, vô tận ánh sao ngưng tụ cũng kết thành một bảo tọa óng ánh vào lúc nâng y lên. Bảo tọa này thoạt nhìn kém xa sự huy hoàng của bảo tọa Long Thần, càng không có to lớn bằng nó. Nhưng chỉ đứng ở đó, đã phát sinh liên hệ vô hình với Ngọc Hành Tinh. Đây là Ngọc Hành Thần Tọa. Đối với việc nghiên cứu và lợi dụng Ngọc Hành Tinh, Quan Diễn cũng chưa từng sơ sẩy. Y vô cùng rõ ràng chiến trường chân chính ở đâu, sao có thể không nhìn Ngọc Hành, bao gồm mượn dùng lực lượng của Ngọc Hành Tinh, giáng lâm Tinh Nguyệt Nguyên, nhiều lần giao lưu cùng với Khương Vọng, bao gồm trực tiếp dựa vào lực lượng Ngọc Hành Tinh đối kháng cường giả bí ẩn của Bình Đẳng Quốc kia, đều là biểu hiện y đang chạm đến Ngọc Hành. Giống như trên thần đạo, y người sau vượt người trước. Ở trên việc thăm dò Ngọc Hành Tinh, y cũng không có thua kém gì Long Thần. Quan Diễn khoác tăng y màu vàng nhạt, màu xanh nhạt, ngồi ở trên Ngọc Hành Thần Tọa lấp lánh ánh sao, thêm rất nhiều uy nghiêm. Lần ngồi xuống này, thần thụ thế giới lại ngừng rung động một lần nữa. Long Thần và Quan Diễn hai bên đồng thời mượn dùng lực lượng Ngọc Hành Tinh, nhưng mà phương thức lại không có giống nhau. Long Thần đang nâng lên Ngọc Hành Tinh, mời Ngọc Hành ngồi xuống, mà bên phía Quan Diễn y dẫn đường Ngọc Hành Tinh để cho Ngọc Hành mời y ngồi xuống. Hai con đường này căn cứ vào lực lượng lúc trước của hai bên mà quyết định. Lúc đó Quan Diễn suy nhược, đã định trước y không cách nào có thể nâng lên Ngọc Hành được, chỉ có thể cẩn thận dẫn đường. Từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ thu hoạch của hai bên lại khó phân trên dưới. Nếu nhất định phải ví von, Long Thần Kim Úc Tàng Kiều đòi Ngọc Hành Tinh báo đáp, Quan Diễn thì ăn cơm chùa của Ngọc Hành Tinh. Loại so sánh này khiến cho Long Thần muộn phiền đến gần như là hộc máu. Thần trả giá càng nhiều, lực lượng lại không đạt được nhiều phải, lại không đạt được nhiều phản hồi hơn. Đặc biệt là Ngọc Hành Thần Tọa của Quan Diễn, rõ ràng cũng là linh cảm đến từ Long Thần ứng tòa quán tâm. Kẻ trộm lại giẫm trên đầu chính chủ, khiến hắn ta làm sao mà chịu được. Đương nhiên, điều càng quan trọng hơn là thậm chí đến cả dẫn động lực lượng Ngọc Hành Tinh thì cũng không thể là tung tòa hòa thượng này. Nhìn Quan Diễn trên Ngọc Hành Thần Tọa, Long Thần lớn giọng như trống. Ngô vốn không muốn như thế, có thể làm gì chứ? Cả mắt dòng màu vàng kia lần nữa đầu tiên nhắm lại, hơ không phảng phất đang run rẩy. Không, thứ đang run rẩy là thần thụ thế giới, là thần bính của Xâm Hải Nguyên Giới. Ở trong biển căn nguyên thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới này, nguyên thần chân long đang tranh đấu cùng với phần linh của Quan Diễn. Bỗng nhiên vẫy đuôi rồng, rút thân bay lên trời, rời khỏi biển căn nguyên thế giới. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là thần từ bỏ tranh đấu, bởi vì theo sát phía sau liền có sóng lớn màu vàng quần quận ngập trời bay lên, thoát khỏi bản nguyên, rời đi theo nguyên thần chân long này. Vào lúc này Long Thần lựa chọn rút đi biển căn nguyên thế giới, không giống như là hành vi giết chóc sinh linh Xâm Hải Nguyên Giới, để khống chế Xâm Hải Nguyên Giới từng bước một. Từng hành vi hiện tại của thần đang trực tiếp phá hỏng cơ sở tồn tại của Xâm Hải Nguyên Giới. Gần như có thể nói, đó là tội nghiệt diệt thế, thuộc về việc ác nhân thần cộng phẫn. Cho nên hắn ta nói không muốn làm như vậy. Nhưng lúc này, vì thắng lợi cuối cùng nhất, thần cũng không coi là gì. Lực lượng kinh khủng giáng lâm hư không, nguyên thần chân long trở về vị trí cũ.
Long thần trợn mắt, khí thế lại không giống nhau. Vũ trụ dù có rộng lớn, thần lại tựa như là duy nhất. Ngôi sao dù vĩ đại, ánh sáng lại tụ tập vì thần. Lực lượng căn nguyên thế giới bàng bạc bị thần mang đi, ngưng tụ thành một thần nhân giáp vàng vài ngàn trượng trong hư không. Chỉ một phát bắt được thần thụ thế giới, rút nó lên từng tấc một từ đuôi rồng bị đâm xuyên. Dù Quan Diễn tập trung bao nhiêu lực lượng, dù áp chế thế nào thì cũng không thể ngăn cản thần thụ thế giới rời đi. Lúc này Long Thần bình tĩnh khác thường, chỉ ngước mắt mà trông, nhìn Ngọc Hành thần tọa càng ngày càng xa, và Quan Diễn chắp tay trước ngực trên thần tọa. Ánh mắt kia dường như đang hỏi, ngươi sẽ làm thế nào? Rút đi lực lượng căn nguyên thế giới, chuyện này đương nhiên là cần sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này Quan Diễn có thể làm được, bởi vì ý chí của thế giới xâm hại nguyên giới đã giao phó hết thảy cho y. Dùng lực lượng căn nguyên thế giới đối kháng với lực lượng căn nguyên thế giới là biện pháp quá rõ ràng. Nhưng mà sao y có thể làm được như vậy chứ? Nếu biến căn nguyên thế giới bị rút đi hết, toàn bộ xâm hải nguyên giới sẽ lập tức sụp đổ. Y không chỉ không làm như vậy, mà còn nhất định phải lập tức điều động lực lượng căn nguyên thế giới y nắm ở trong tay, tu bổ xâm hải nguyên giới. Bởi vậy dẫn đến, ở trên chiến trường sâu trong hư không này, Y tứ cố vô thân. Long thần lặng lẽ chờ đợi một lát, không chờ đợi một cảnh xâm hải nguyên giới sụp đổ, không chờ được phân linh của Quan Diễn theo một nửa căn nguyên thế giới khác mà tới, thậm chí không chờ đến phân linh của Quan Diễn còn đang cứu giúp xâm hải nguyên giới. Thần chỉ đợi được thần nhân giáp vàng rốt cục nhổ tận gốc thần thụ thế giới. Ở trên đỉnh cây, Quan Diễn vẫn đang ngồi đó. Long huyết màu vàng nhỏ xuống hư không, rễ cây thần thụ thế giới đã sớm quấn quýt lấy máu thịt. Khi cưỡng ép tách ra là đau đớn người, nhưng mà trong mắt Long Thần hoàn toàn không có đau đớn. Thần nhìn Quan Diễn có chút thổn thức không tên. Loại cường giả như ngươi lại lựa chọn như vậy, Ngô cảm thấy rất tiếc nuối. Đến lúc này thần đã tán thành sự mạnh mẽ của Quan Diễn. Có thể bày ra biểu hiện như vậy ở trong trận tranh đấu với thần, không thể nghi ngờ người này đương nhiên là cường giả. Lúc đầu thần đã chuẩn bị kỹ càng, chiến đấu với Quan Diễn mang theo một nửa lực lượng căn nguyên thế giới của xâm hải nguyên giới khác. Đó tất nhiên là một trận đụng độ huy hoàng. Ở trong tính toán của ta, xâm hải nguyên giới sụp đổ có hai chỗ tốt. Một là gián đoạn Yến Kiều không ngừng hấp thu thần lực của thần mà sống lại. Một là kết thúc tín ngưỡng lực của Quan Diễn. Tội nghiệt diệt thế, thần và Quan Diễn cùng gánh vác. Mà kết quả sau khi xâm hải nguyên giới sụp đổ hiển nhiên rất không ổn đối với Quan Diễn. Như vậy, đối với thần, chuyện này chiếm đa số chỗ tốt. Thần không ngờ được Quan Diễn lại không có lựa chọn như vậy. Trong trận chiến đấu kịch liệt, ở trong trận tranh đoạt ngôi sao vũ trụ, phần linh của Quan Diễn lựa chọn ở lại xâm hải nguyên giới, không mang đi một chút lực lượng căn nguyên nào. Việc này có đáng giá không? Vì một thế giới đơn điệu như vậy, vì những con sâu, con kiến yếu đuối trên thế giới kia sao? Nhữ sắp chết vào hôm nay, Ngô sẽ ghi nhớ tên của Nhữ. Long thần đã nói như vậy. Thần nhân giáp vàng cao đến mấy ngàn trượng nhổ mạnh, cả cây thần thụ thế giới bị nhổ tận gốc, rời khỏi thân rồng. Miệng vết thương thần thụ thế giới lại để lại máu thịt bê bết, dữ tợn như vậy. Nhưng mà thần đã được tự do. Thân tự do, tâm tự do, thần tự do, ý tự do. Trần Long tự nhiên bay trong vũ trụ. Long thần hét lên một tiếng giận dữ, dùng thần mấy vạn trượng, hô hấp như là thiên đôi, thân rồng kéo dài không thấy cuối cùng. Một đầu ngón tay đáp lên trên bảo tọa Long thần to lớn, một móng khác thì hướng về Ngọc hành tinh bành trướng vô hạn. Thần dùng một chảo đáp một bên như vậy, có một loại uy nghiêm khống chế hết thảy. Thần quang vạn trượng, óng ánh, lóa mắt. Thần phảng phất là người thống trị mảnh hư không này, là chân thần duy nhất nơi đây vào thời khắc này. Mà trước mặt thần
có vẻ nhỏ bé hơn cả sâu kiến. Là Quan Diễn, hòa thượng thần tú mặc tăng bào xanh nhạt, ngồi trên ngọc hành thần tọa kia, có một giọt nước mắt chợt xuống khóe mắt, rớt xuống hư không vô tận. Âm một tiếng. Dù sao cũng là đối thủ chiến đấu hơn 500 năm. Dù sao đã ép thần đến mức như vậy. Long thần không khỏi hỏi. Vì sao? Nhữ rơi lệ. Quan Diện nói khẽ. Ta có hơi tiếc nuối. Người sắp chết khó tránh khỏi tiếc nuối. Long thần nói. Nhữ sai vì không biết số trời, bất kính chân lòng. Ngươi thì sao? Long thần hơi tò mò. Bản tọa sao? Quan Diễn không nhìn thấy Xâm Hải Nguyên Giới chút nào. Có trời mới biết y muốn lại nhìn một chút đến mức nào. Nhưng y chừng ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua Long thần hùng hồn. Thoáng nhìn qua Long thần hùng khoát vạn dặm. Loại chân long như ngươi, tồn tại vĩ lực trời sinh, ngươi có gì tiếc nuối sao? Trước khi ngươi chết. Đôi mắt dựng thẳng màu vàng của Long thần ngưng lại. Chỉ thấy Quan Diễn ngồi ngay ngắn trên ngọc hành thần tọa. Tay phải vẫn đáp lên tay vị, tay trái lại che mặt. Phật Đà che mặt, không đành lòng thấy thương sinh. Ngay lúc đó trên người y bắt đầu phát ra ánh ngọc. Ngọc, ở trong ngọc thạch câu Phật. Khổ tu hơn 500 năm, mới mở đạo tu hành chân linh, mới tụ thành thân thể chân linh này. Vậy mà lúc này nó đang thiêu đốt. Ngọc diệm đốt thân, không còn dám hỏi kiếp sau. Có chút tiếc nuối không hỏi nữa. Y lập tức lấy tay che mặt ra, cả người bỗng dưng đứng lên trên ngọc hành thần tọa. Một lần đứng dậy, đứng thành ngọc Phật vạn trượng. Thân nó như là bạch ngọc, chất nó như là bạch ngọc, linh nó như là bạch ngọc, đức nó như là bạch ngọc. Cựu Phật xanh ngọc đứng ổn trong hư không, hai tay bắt lấy hai sừng rồng của Long thần, vững vàng chặn nó lại. Quan Diễn ôn nhã, ung dung trước sau như một. Lúc này trợn mắt gầm thét, y chặn lại thần khu mấy vạn trượng của Long thần. Càng đẩy nó về phía sau, không ngừng mà đẩy vào nơi sâu trong hư không. Bước chân đạp trên hư không, u u từng hồi, phát ra tiếng nổ vang như là sấm rền. Y đẩy lên phía trước, mà Long thần không ngừng lui về phía sau. Kẻ mạnh mẽ như Long thần, phồng lên thần lực, giận mà chống sừng. Một chảo nắm lấy bảo tọa Long thần, một chảo phủ lên ngọc hành tinh, tiến hành va chạm nguyên thủy chất. Cũng kịch liệt nhất đối với bức tượng Phật Ngọc kia. Lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, không có bất cứ biểu tượng nào hiển hiện, nhưng mà gần như là chôn vùi hết thảy quang minh. Thần thông, ý chí, nguyên thần, đạo tắc đụng nhau trong một tấc vuông. Thế nhưng khoảng cách giữa Long Trảo và Ngọc Hành Tinh vẫn càng ngày càng xa. Bảo tọa Long Thần kia bị hắn ta dẫn theo, di động. Ngọc Hành Tinh bị phong tỏa ngắn ngủi trong vùng hư không này. Trước đó đã bị Long Thần dùng đại trận bí truyền của Long Tộc khóa lại. Nếu không ầm ĩ ra động tĩnh lớn đến vậy, cho dù ở sâu trong hư không thì cũng không thể cam đoan không có cường giả nhìn thấy và can thiệp. Mà động tác hiện tại của Quan Diễn rõ ràng là muốn xô thần vung ra hư không này, phá vỡ đại trận vây nhốt Ngọc Hành Tinh, muốn đẩy thần vào trong vũ trụ chân chính không một chút che giấu nào, quyết một trận sinh tử với thần. Không, là lấy cái chết đối cái chết với thần. Quan Diễn đốt cháy linh thân, thân thành ngọc Phật, đã có ý chí hẳn là phải chết. Long thần sao chịu để y như ý được chứ? Sừng rồng vẫn là chống đỡ bàn tay lớn của ngọc Phật. Trong lúc thân rồng lui lại mấy vạn trượng, thần nhân giáp vàng hóa thành từ một nửa lực lượng căn nguyên thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới, đột nhiên vọt lên, hóa ra một thanh quan đao rực sáng, húc đầu chém xuống Quan Diễn. Nhưng mà lúc này, thần thụ thế giới bị hắn tiện tay ném ra, bỗng nhiên lại bay trở về. Hóa thành một con mãng xà màu ngọc bích, trói chặt thần nhân giáp vàng này, là ý chí thế giới của Xâm Hải Nguyên Giới. Vị tồn tại không cách nào miêu tả cụ thể này, sau khi Xâm Hải Nguyên Giới ngắn ngủi ổn định, nó điều khiển thần thụ thế giới ra tay vào thời khắc mấu chốt. Nó lấy thần thụ thế giới làm cự mãng, đoạt ngược lại căn nguyên thế giới bị Long Thần cướp đi. Trong lúc bay ngược, Long Thần hét dài một tiếng. Toàn bộ thần nhân giáp vàng biến thành từ căn nguyên thế giới nổ tung, biến thần thụ thế giới thành mãng xà ngọc bích, bị nổ đến chồng chất vết thương. Lần này gần như là hao tổn hơn nửa căn nguyên thế giới, nhưng mà sóng vàng vô tận cuộn lên, rơi vào trên thân rồng. Toàn bộ căn nguyên thế giới còn lại bị Long Thần hấp thu, thoáng chốc vầy vàng óng ánh,
trạng thái phục hồi càng đỉnh phong hơn, chống lại Ngọc Phật do Quan Diễn biến thành, lui về 3 bước. Lực lượng mượn tới, nào có thể nắm lâu. Long thần gào thét, quà tặng của vận mệnh cuối cùng cần trả lại. Quan Diễn đạp một cú nặng nề trong hư không, gần như đã đạp hư không ra gợn sóng, mới dừng thân hình lại được. Dùng hết toàn lực nói, ngươi và ta đều cần phải trả lại. Nhưng lại lui, vừa lui lại lui, y căn bản không thể chống đỡ được Long Thần lúc này. Mà thân Phật bằng ngọc này còn có thể kiên trì bao lâu? 30 hơi thở sao? Hay 50 hơi thở? Ở trong lòng Quan Diễn không có đáp án, y chỉ biết phải kiên trì, phải tiếp tục kiên trì, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể lùi. Y dừng bước chân lại trong tiếng giống giận, lại ngăn cản Long Thần một lần nữa. Cự Phật màu vàng, màu xanh ngọc và thần long màu vàng giằng co trong hư không như vậy, trở thành một bức họa im lặng. Đôi mắt dựng thẳng màu vàng của Long Thần y nhìn y chăm chú, nhìn khuôn mặt của hòa thượng thần tú này như thế. Chẳng biết tại sao, hắn ta muốn thở dài. Trong sinh mệnh dài dằng dặc của thần, chưa bao giờ từng thấy loại người như là hòa thượng này. Cho dù thần ở phía đối lập, y cũng cảm thấy kinh diễm. Nếu người người nhân tộc đều như vậy, năm đó Long tộc thua chạy ra biển cả cũng không có oan. Thế nhưng, đây là thời đại của thần. Dừng ở đây thôi, thần nói. Bình tĩnh giống như là lời kết sau khi hết thảy đều kết thúc. Dừng ở đây sao? Thân Ngọc Phật dần dần nổi lên vết rạn. Quan Diễn mở to mắt nhìn, thần thái lại dần dần mất đi. Ở trong đời này của y, rất ít có biểu cảm tức giận như vậy, vặn vẹo như vậy. Cho dù là chuyện gì, dù thế cục thế nào, y cũng đều có thể đối mặt, y đều có thể giải quyết. Thế nhưng, dừng ở đây sao? 537 năm đấu tranh chỉ là một hồi ảo ảnh, cuối cùng chỉ thành tựu Long Thần như tỉnh cơn mê sau. Chịu khổ trong năm tháng dài dằng dặc kia, cuối cùng không chờ được hoa nở sao? Dừng ở đây sao? Ngay lúc này có một âm thanh trong trẻo sáng tỏ bỗng vang lên trong hư không. Nó chính xác là vang lên trên ngọc hành tinh bành trướng vô hạn. Ngô 5 tuổi, có chí tu hành. Một điểm ánh sao bắt nguồn từ ngọc hành tinh không ánh sáng. Điểm ánh sao kia cũng chiếu vào trong đôi mắt của Quan Diễn. Tuổi 19, chưa cập quan đã đứng đầu thiên hạ. Vô số ánh sao như là đom đóm chảy ra bên ngoài ngọc hành. Quan Diễn nghe ra được âm thanh kia là của ai, cảm nhận được đó là ánh sáng của ai. Trải qua vạn dặm, rút kiếm bởi lời đồng ý. Ánh sao gặp nhau, kết ra hình dáng. Đi xa mê giới để lập nhân đạo. Ánh sao mơ hồ tụ tập thành hình, giống như là tòa lộc. Tin người, lời người, trượng phu không khinh người. Đạo của Ngô tất lấy niềm tin mà bắt đầu. Đây là Tinh Quang Thánh Lộc. Là ai ở nơi này, vào lúc này dựng nên tinh đâu? Giờ này, ngày này, không có người thứ hai. Đây là Tinh Quang Thánh Lâu của Khương Thanh Dương. Người trẻ tuổi bởi vì một tiếng cầu viện của y, liền buông xuống hết thảy ở hiện thế, quả quyết đến thế giới xa xôi này. Trong hư không vô tận, ở bên ngoài ngọc hành tinh, dựng lên đầu cao sừng sững. Mặc dù chỉ có một hình dáng, nhưng mà đã có vô tận ánh hào quang. Ánh hào quang kia sáng chói, kiên quyết, làm đến nơi đến chốn, tôi luyện từ một bước một dấu chân. Người trẻ tuổi có rất nhiều hoang mang. Lúc trước kia, người trẻ tuổi gánh vác gánh nặng, bước đi gian nan. Bây giờ cũng thuật lại đạo quán trong vũ trụ vô tận này. Giữa hư không có một thiên nhai tuần hoàn theo một liên hệ thần bí nào đó, vượt qua thời không mà tới. Dưới thiên nhai rực rỡ ánh vàng là một bóng người trẻ tuổi mặc áo xanh, ấn kiếm, nhanh chân đạp bước. Từ xưa cho tới nay, người lập tinh lâu đều ở xa hiện thế, neo định một tinh điểm trong trời sao xa xôi trước, không ngừng truyền thâu lực lượng,
tích tụ tinh quang, lại dần dần dựng lên tinh lâu. Đương nhiên cũng không thiếu người một khi viên mãn, trực tiếp cảm ứng lẫn nhau, dựng lên tinh lâu ở trong khoảnh khắc. Nhưng chưa từng nghe nói có ai vào lúc dựng lên tinh quang thánh lâu bàn tôn lệ ngay trước mắt đây, quả thực là mặt đối mặt, tự tay dựng tinh lâu trong trời sao? Hoàn toàn không cần đeo định gì, người ở ngay trước tinh lâu, há có lo lắng lạc được. Đặc biệt điều khiến cho đôi mắt Long Thần co giật là thần lực cấu trúc thiên giai bắt nguồn từ chính hắn ta. Hay nói chính xác hơn là thần lực mượn dùng tới từ Yến Kiều. Tiện chủng vô dụng kia lại đầu hàng địch. Lúc này Yến Kiều đang bay trước mặt một người, động tác không biết mạnh mẽ nhường nào. Quản Diễn ngạc nhiên vui mừng, Long Thần thì kinh sợ. Nhưng đối với Khương Bảo, khi biển căn nguyên thế giới bị Long Thần rút đi một nửa, chỉ một thoáng toàn bộ xâm hải nguyên giới đã thủng trăm ngàn lỗ. Liên hệ giữa Ngọc Hành Tinh và xâm hải nguyên giới chưa từng hiển hiện rõ ràng như vậy trước người. Hắn ở trong thần miếu khởi nguyên của Long Thần, nhìn thấy một chút tin tức, hiểu rõ một chút chân tướng. Nhưng mà điều càng quan trọng hơn là ở chỗ đó, đúng lúc nháy mắt bắt gặp khe hở thế giới vỡ ra. Hành vi nhanh chóng đền bù thế giới của phần linh quang Quan Diễn khiến cho xâm hải nguyên giới chưa có sinh linh chết sạch. Cũng bởi vậy, Khương Vọng giữ được tính mạng, nhìn thấy được vũ trụ một cách an toàn ở xâm hải nguyên giới. Đây không phải là loại nhìn như là ngửa đầu nhìn trời sao ở hiện thế, mà là ngước nhìn chân tướng vũ trụ ở trong một lỗ hổng thế giới mở rộng. Mà có Yến Kiều bên cạnh, Yến Kiều vừa lúc có thể cảm ứng được Long Thần ở hư không xa xôi. Rõ ràng vị trí Ngọc Hành Tinh bị trói buộc bây giờ. Ban đầu Khương Vọng đoạt được thủ khôi ở bí cảnh thất tinh lục. Sau khi lấy được phần thưởng của bí cảnh thông qua thế giới thiền xu, lại vừa có lúc được phương pháp dùng Bắc Đấu Thất Tinh làm điểm mốc, thành lập 4 tòa thánh lục, là Diệu Pháp Vô Thượng Thất Tinh Thánh Lục. Bắc Đầu Thất Tinh gọi là thiên xu, gọi là thiên toàn, gọi là thiên cơ, gọi là thiên quyền, gọi là ngọc hành, gọi là khai dương, gọi là giao quang. Hết thầy đều nước chảy thành sông. Thế là hắn lập lâu tại xâm hải. Mặc dù tòa tinh lâu này chỉ là hình thức ban đầu, nhưng mà trong nhà mắt nó xuất hiện cũng đã thay đổi được gì đó. Thất tinh thánh lâu vốn là bí pháp vô thượng kết nối thất tinh. Thông thường cho dù là diệu pháp thất tinh làm điểm mốc cho tinh lâu, dựng lên tinh lâu cũng chỉ ảnh hưởng một ngôi sao vũ trụ nào đó ở trong phạm vi tinh không. Nhưng mà lúc này Ngọc Hành Tinh bị Long Thần bắt được, trói buộc trong vùng hư không này, Khương Vọng lại vừa lúc đạp lên thiên giai tới đây. Tòa tinh quang thánh lâu này trực tiếp ở trên Ngọc Hành Tinh. Tính chất của nó có thể sánh bằng xâm hải nguyên giới đối với Ngọc Hành Tinh. Một khi hoàn thành, bản thân lập tức có thể có liên hệ. Nếu như nói trước đó Ngọc Hành Tinh còn đang dễ dụa, lấy hay là bỏ giữa Long Thần và Quan Diễn, thì hiện tại đã không một chút do dự ngã về phía Quan Diễn. Dù cho Khương Vọng hay là tinh quang thánh lâu hắn dựng lên đều không quan trọng gì ở trong trận chiến đấu giữa Long Thần và Quan Diễn, nhưng trong cuộc tranh đoạt Ngọc Hành Tinh của hai bên lại đặt xuống một quả cân cực kỳ quan trọng. Bảo tọa Long Thần ý đồ nâng lên Ngọc Hành Tinh kia gần như là lập tức bị Ngọc Hành Tinh bài xích ra. Còn Ngọc Hành Thần tọa mà Quan Diễn đã rời ghế lại tỏa sáng rực rỡ. Ngọc Hành Thần tọa lưu truyền Phật quang màu xanh ngọc, liên đới toàn bộ Ngọc Hành Tinh đều thấm vào ánh ngọc. Quan Diễn được Ngọc Hành Tinh ủng hộ, vết dạn trên thân Ngọc Phật cũng bắt đầu được lấp đầy. Vĩ lực vô tận trút vào thân, y thậm chí là trực tiếp quăng ngược thân thể dài mấy vạn trượng của Long Thần. Ầm một tiếng, đầu rồng đập ầm ầm trong hư không, đập ra kẽ nứt hư không. Một khắc trước, hai bên còn đang giằng co, Long Thần chiếm hết ưu thế, mắt thấy thân ngọc Phật đã sắp tàn vỡ. Một khắc sau, Khương Vọng bước lên thang trời mà tới, trực tiếp dựng thánh lâu trên Ngọc Hành Tinh. Cán cân của Ngọc Hành Tinh nghiêng trong nháy mắt. Đối với cuộc tranh đoạt Ngọc Hành Tinh, thắng bại tính giai đoạn sinh ra như vậy. Hai bên giao chiến đều đang lấy phương thức của riêng mình mượn dùng lực lượng của Ngọc Hành Tinh. Mà vào giờ phút này, lực lượng Ngọc Hành Tinh bên phía Long Thần đang nhanh chóng biến mất. Lực lượng Ngọc Hành Tinh bên phía Quan Diễn lại rút xuống như là nước thủy triều. Lực lượng giảm bên kia tăng bên này,
trực tiếp thể hiện ra sức chiến đấu của hai bên. Ngọc Phật to lớn mà Quan Diễn biến hóa lập tức quăng ngược lại đối thủ. Thần khu run rẩy, hư không sinh ra khe hở. Ngọc Phật to lớn dậm chân tiến đến, một tay nắm sừng của Long Thần, một tay khắc bóp thành quả đấm, nện một quyền thẳng xuống đầu rồng. Nện đến Long Thần vừa tỉnh lại, tinh thần đã mắt nổi đom đóm. Tiếp theo lại là một quyền nện lên thân rồng, vầy vàng chấn động như là biển vàng, đánh rớt một mảnh thần huy. Lực lượng bàng bạc càng xuyên thấu vầy mà vào, va đập vào thân rồng. Ở trên thân rồng kéo dài như là dãy núi, một cái tiếp một cái, bánh bao nhô lên. Đó là tinh thần lực chém giết với thần lực Long Thần ở bên trong thân rồng. Giống một tiếng, Long Thần vừa nổi giận gầm lên, lại bị một quyền nện đến ngậm miệng. Lực lượng của Ngọc Hành Tinh không ngừng quán trú, đồng thời lực khống chế của Quan Diễn đối với Ngọc Hành Tinh cũng đang không ngừng tăng lên. Thân Ngọc Phật càng là chân thực hơn, càng là mạnh mẽ hơn, cứ đè lại Long Thần trong vũ trụ hư không, đập xuống từng quyền như vậy. Ầm một tiếng, âm thanh nắm đấm xuống như là thiên đôi, vang lên liên miên không ngừng. Ở trên thần giai được dựng lên bởi hấp thu thần lực của Long Thần, Khương Vọng mặc áo xanh, cầm kiếm, mà Yến Kiều thân quấn xiềng xích đều hơi sửng sốt. Cho tới bây giờ, Khương Vọng chưa từng nhìn thấy Quan Diễn đại sư như vậy. Có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Quan Diễn đại sư mà hắn ta biết, cho tới bây giờ đều mềm mại, từ bi, mây trôi nước chảy, thật là yên tĩnh như là bồ đề, nổi giận như là kim cương. Khóe mắt Yến Kiều lại không ngừng run rẩy, giống như là mỗi một quyền kia đều nện lên trên người mình. Nói thực, sở dĩ nó đồng ý dựng thần giai tới đây, một mặt là thực sự bị giết đến sợ, không dám không nghe Khương Vọng. Còn một mặt khác, cũng là vì đến trước mặt Long Thần, để cho Long Thần giúp đỡ, ngừng lại vận mệnh bi thảm, không ngừng giết chết của nó. Nhưng mà bây giờ xem ra, trạng thái của Long Thần dường như là cũng không tốt hơn nó bao nhiêu, hoàn toàn bị đè xuống mà nện. Làm tồn tại hiểu rõ sâu sắc sức mạnh của Long Thần, nó không khỏi câm như hến. Mà chính Long Thần cũng chưa từng nghĩ tới, hắn ta lại bị Quan Diễn đánh đến thảm như vậy. Thoạt đầu đối với sự khiêu chiến của một người như Quan Diễn, hắn ta chỉ ôm thái độ lặng lẽ nhìn nhau, không cảm thấy đối phương có thể tạo thành phiền toái gì cho mình. Thưởng thức một con kiến hôi liều chết hết tất cả để dễ dụa, chưa chắc không phải là một chuyện thú vị. Lại về sau, thần cảm thấy Quan Diễn có tư cách là một tồn tại để ngụy trang. Quan Diễn linh động như là cá gặp nước ở trong biển căn nguyên thế giới, khiến cho thần không cách nào nhanh chóng ép diệt y, nhưng mà cũng không quá coi trọng. Hai bên tranh đoạt xâm hải nguyên giới, hoàn toàn có thể yểm hộ động tác của thần đối với Ngọc Hành Tinh. Thần dùng thời gian dài dằng dặc bắt được Ngọc Hành, đồng thời phân ra một chút tinh lực biểu diễn cùng với hòa thượng này. Thần bày ra thủ đoạn khó mà tính toán, tùy tiện một thủ đoạn đã có thể ấn chết sâu kiến kia, nhưng cho tới hôm nay mới có thể phát hiện. Ở trong cuộc tranh đấu trước đó, Quan Diễn sao lại không phải đang biểu diễn cùng thần chứ? Giờ phút này kẻ bị nhấn vững vàng trong hư không nhìn chính là thần. Kẻ chịu đựng nắm đấm như là mưa giông, gió bão cũng là thần. Lực lượng thần thuật, đạo tắc, nguyên thần, thân thể, hết thảy đều chôn vùi dưới nắm tay bằng ngọc kia. Nắm đấm của Quan Diễn rất mạnh, rất ổn định, nhìn như là dữ dằn, vô song. Nhưng mà trên thực tế mỗi quyền đều là có nơi nhắm vào, vừa hay làm tan rã sự chống cự của thần. Có một loại tinh chuẩn ác nghiệt khác thường. Phật thân bằng ngọc lại giận như là tu la. Nhưng mà chân chính khó xử không ở đây. Quá trình thân thể sụp đổ từng bước một cũng không làm thần sốt ruột. Nhưng thần đã chú ý thấy tốc độ bành trướng của Ngọc Hành Tinh đang chậm dần, mà màu xanh ngọc trên toàn bộ ngôi sao không ánh sáng đã càng ngày càng nhiều. Chuyện này có ý nghĩa Quan Diễn đã điều động lực lượng Ngọc Hành Tinh công kích thần, đồng thời cũng đang nhanh chóng tiếp quản Ngọc Hành. Quá nhanh, tốc độ quá nhanh. Cho dù mất đi sự quấy nhiễu của thần, tốc độ này cũng quá nhanh. Mức độ thăm dò của Quan Diễn đối với Ngọc Hành Tinh so với thần chỉ hơn chứ không có kém. Trong khi không ngừng lăn lộn, Long Thần đột nhiên nhìn về phía Yến Kiều. Đi, hủy tòa thanh lâu, hủy tòa tinh lâu kiệt. Rồng hé miệng,
Một luồng lực lượng căn nguyên thế giới ngưng tụ thành hình mũi tên, bay cực nhanh về phía Yến Kiều. Cho dù thân ở trạng thái bị ẩu đả, phán đoán của thần đối với lực lượng của Khương Vọng cũng không có xảy ra vấn đề. Có luồng lực lượng căn nguyên thế giới này gia trì, Yến Kiều lập tức có thể giết ngược lại kẻ này. Chỉ cần phá hỏng ảnh hưởng quá mức của tòa tinh quang thánh lâu này, một lần nữa gọi Long Thần ứng tòa lên, tiến hành đấu tranh với Ngọc Hành thần tọa của Quan Diễn, thì Ngọc Hành tinh sẽ tăng tốc bắt đầu một đợt bành trướng mới. Số định mức mà Quan Diễn chiếm lấy hiện tại cũng không là gì cả. Hơn nữa, ở trong loại giằng co này, thần khu mạnh mẽ của thần mới có thể phát huy ra ưu thế. Thần thế vô cùng rõ, hiện tại Quan Diễn thuần túy dựa vào lực lượng khổng lồ mà Ngọc Hành tinh cho để trèo chống bản thân. Thân Ngọc Phật của y vốn có cực hạn, Quan Diễn nhất định phải khống chế Ngọc Hành trước khi thân Ngọc Phật hoàn toàn tan vỡ mới có thể tiếp tục tồn tại. Vậy thì ngăn cản y, không hề nghi ngờ, đây là một lựa chọn trúng vào chỗ yếu. Ý nghĩ của Long Thần rất có trí tuệ chiến đấu, chân chính nhìn rõ toàn cục, cũng nắm chắc thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Chính là trong chớp mắt Quan Diễn nện, nắm đấm xuống, không cách nào can thiệp ngang ngược. Thế nhưng Yến Kiều quay đầu đi, để mũi tên do luồng lực lượng căn nguyên thế giới tụ thành này bay qua. Luồng lực lượng căn nguyên thế giới mà Long Thần vất vả móc ra, cứ một đi không có trở lại, phóng tới sâu trong vũ trụ như vậy. Trong hư không mênh mông, chỉ để lại một điểm sáng cô độc lóe lên rồi biến mất. Mà Yến Kiều đắc ý tranh công với Khương Vọng. Ta không nghe thần. Khương Vọng gật đầu, bày tỏ khen ngợi. Tốt, làm rất tốt. Hiện tại ta không giết người trước. Yến Kiều vui vẻ nhảy nhót trên thần giai. Long Thần điên cuồng lan lộn dưới nắm tay của Quan Diễn, vẫn không quên quăng tới ánh mắt kinh ngạc phẫn nộ không thể tin được. Chỉ như vậy sao? Cũng chỉ như vậy sao? Dù sao cũng là cái chim cực ác, thai nghén sinh ra từ ác niệm của nhân tính, thiên tính hung tàn. Cho dù muốn phản bội, chạy trốn, đầu hàng địch, nhưng mà dù sao cũng nên là đối phương cho chỗ tốt không thể cự tuyệt nào đó chứ. Ví dụ như hứa hẹn hương hòa cho thần vị, ví dụ như ban cho lực lượng, hứa hẹn tương lai, không tốt nữa thì còn phải thả tự do nữa chứ. Nhưng mà hiện tại là cái gì? Một câu ngươi không giết ngươi, còn thêm loại hạn định như là hiện tại. Yến Kiều, ngươi đã nhảy cẫng hoan hô rồi sao? Ngươi có bị ngốc không vậy? Long Thần khó có thể lý giải được. Nhưng mà Yến Kiều đương nhiên không ngốc. Hay nói một cách khác, dù ngay từ đầu bởi vì tư duy hỗn loạn, nó thường ngốc. Sau khi bị Khương Vọng liên tục chém giết mấy trăm lần, những ý nghĩ hỗn loạn kia của nó thực sự đã có sự thống nhất. Mạch suy nghĩ cũng bởi đó mà rõ ràng. Trong quá trình tranh đấu cùng với Quan Diễn, Long Thần không một chút do dự điều động lực lượng căn nguyên thế giới. Phải biết rằng lúc ấy nếu xâm hải nguyên giới sụp đổ, nó cũng chết rất sạch sẽ. Sự sống lại của nó ỷ vào thần lực Long Thần. Sự tồn tại của nó là lấy mặt ác của xâm hải nguyên giới làm cơ sở. Đương nhiên, Long Thần không một chút do dự bỏ qua nó là lại là chuyện quá bình thường. Căn bản không coi là gì. Giữa nó và Long Thần không tồn tại tình cảm. Long Thần bồi dưỡng ra nó vốn chỉ là công cụ để khống chế xâm hải nguyên giới. Chính nó cũng không có loại vật tình cảm. Chính nó cũng không có cái loại vật như tình cảm. Nhưng mà nó cũng không quan tâm Long Thần là được. Cho nên nó cự tuyệt luồng lực lượng căn nguyên thế giới kia. Không có nguyên nhân thù hận gì cả. Thuần túy là cân nhắc từ góc độ hiện thực. Nó không cho rằng chênh lệch giữa nó và Khương Vọng chỉ là trên cấp độ lực lượng. Nó hoàn toàn không có lòng tin chiến đấu với Khương Vọng. Long Thần rất có lòng tin với nó, rất có lòng tin với luồng lực lượng căn nguyên thế giới kia. Nhưng mà chính nó thì không. Ngoài ra, nó lại không phải là không có mắt. Hiện tại Hòa Thượng kia đang đè Long Thần ra đánh. Nó lỗ mãng chạy tới phá hủy Thánh Lâu. Hòa Thượng kia rút tay ra, rút tay ra ngoài, cho nó một nắm đấm thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, có lẽ Long Thần đã tìm được cơ hội thoát thân. Vận mệnh của nó lại rất khó nói. Chẳng lẽ nó muốn cược Hòa Thượng kia có năng lực hoàn toàn giết chết nó hay là không? Liều chết một lần vì Long Thần sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên nó tránh vô cùng lưu loát, tránh đến phong thái lỗi lạc.
mà Khương Vọng cũng chỉ yên lặng lít qua lồng luồng lực lượng căn nguyên thế giới kia rời đi. Hắn hoàn toàn có thể thử bắt giữ luồng lực lượng căn nguyên thế giới này. Nếu có thể thành công thì là đó thu hoạch khiến cho người ta vô cùng vừa lòng. Nếu hắn không thử như vậy, hắn rất tỉnh táo mà mới biết một chuyện. Ở trong cuộc chiến giữa Long Thần và Quan Diễn, hắn không có năng lực nhúng tay. Điều duy nhất có thể làm chỉ là nhanh chóng dựng lên tinh lâu, trợ giúp Quan Diễn khống chế Ngọc Hành. Nếu bên trong luồng lực lượng căn nguyên thế giới kia có thủ đoạn gì của Long Thần, hắn chắc chắn không thể gánh được. Cho nên hắn thà rằng mặt lạnh, nhìn Chí Bảo như thế đi xa trong hư không. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một con chim một người đứng trên thần giai này đều rất sáng suốt. Mà sau khi luồng căn nguyên thế giới lực lượng kia biến mất trong cảm ứng, Long Thần không thể không đối mặt với hiện thực. Hắn ta mới là tồn tại tứ cố vô thần. Từ Xâm Hải Thánh Tộc đến ý chí thế giới Xâm Hải Nguyên Giới, lại đến Yến Kiêu, hết thầy toàn bộ đều lựa chọn trở thành kẻ địch của thần. Thậm chí Ngọc Hành Tinh cũng bài xích thần, lại thêm Quan Diễn luôn luôn kiên định. Mà Lăng Đầu Thanh cầm kiếm, thoạt nhìn không khác gì Quan Diễn này. Thực ra cả thế gian đều là kẻ địch quán ta. Oanh một tiếng, hư không không có gì, nhưng mà đầu rồng phảng phất thực sự đụng vào cái gì. Sau một tiếng vang thật lớn, hắn ta bị một tay khác của Ngọc Phật khổng lồ trở lại, đấm ra một quyền. Quan Diễn không phát ra một tiếng, một quyền nặng hơn một quyền, đánh thẳng vào vảy thịt nát vụn, dòng máu màu vàng óng ánh vẩy ra, đánh cho tồn tại xưng là Long Thần này dãy dụa vặn vẹo. Trong hư không mênh mông bát ngát, Ngọc Phật khổng lồ vạn trượng càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Lực lượng Ngọc Hành Tinh truyền đến gần như là tràn đầy. Thân dòng mấy vạn trượng đang lăn lộn kịch liệt, mỗi một lần dây rủa đều khuấy động đến hư không sinh ra gợn sóng. Ngọc Hành Tinh to lớn kia còn đang biến đổi hình dạng, nhưng mà tốc độ bành trướng đã chậm đến mức không thể không thấy. Mà thiên giai màu vàng kéo dài đến tận đây, nhỏ bé giống như là một đồ chơi. Kiếm khách áo xanh đứng trên thiên giai và chim yến không đôi màu đen đương nhiên là càng tồn tại như bụi bặm. Hùng vĩ và nhỏ bé đứng sừng sững trong hư không bằng phương thức trực quan như vậy, chỉ có thể là hình ảnh tòa tinh quang thánh lâu phía trên Ngọc Hành Tinh, tuy là hình thức ban đầu còn đang chiếu sáng rạng rỡ. Đạo là gì? Khương Vọng vẫn luôn rất tinh tường mình nên đi hướng nào, đi như thế nào. Nhưng ý nghĩa của đạo không chỉ là đi hướng nào, càng là tại sao phải đi như vậy. Vừa nên biết từ đâu mà đến, cũng phải biết vì sao mà đến. Tiên hiền phân chia tinh vực, ổn định tinh không, đề bốn chữ. Chính là trải rộng ra một đại lộ rộng lớn vì người tu hành thế hệ sau. Kể đến sau đều có thể đi con đường này, lại chia nhỏ đường để đi. Mà Khương Vọng tự chọn một con đường riêng. Ngoại lâu cảnh là một bước tu giả từ trong đến ngoài, là sự truyền đạt kéo dài đến thế giới ngoài thân. Sau khi thăm dò nhất cung, nhị hải, ngũ phủ của bản thân, lời nói ra miệng làm tín vật, chữ rơi trên giấy có ngàn quân. Cái gọi là tinh quang thánh lâu chính là giấy nhận chữ kia, là cơ sở của thuật đạo. Khương Vọng lấy chữ tín làm khởi đầu của đại đạo, chân chính thực hiện cử chỉ trên một đường hắn đi tới này. Lời nói, suy nghĩ, hành động quán đều là thực tiễn đạo này, từ đầu đến cuối như một. Cho nên tinh quang óng ánh, cho dù đang trong trận chiến đấu mỹ lệ như vậy, ở trong cảnh tượng hùng vĩ như thế, cũng có ánh sáng độc nhất vô nhị của nó. Quyền lên, quyền xuống, quyền lên, quyền xuống. Ngọc Phật khổng lồ im lặng, một tay đè chặt sừng rồng, một tay không ngừng vung quyền. Thân rồng vắt ngang dãy núi kia, biên độ dãy ruộng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Khương Vọng và Yến Kiêu tận mắt nhìn thấy khí tức vô cùng mạnh mẽ kia suy sụp với tốc độ kinh người. Trong lòng đều có cảm xúc, thực sự là mắt thấy thần lên đầu cao, mắt thấy thần. Khí tức trong nháy mắt tiếp theo có lẽ đã suy sụp đến đáy cốc,
lại đột nhiên bành trướng đến đỉnh núi. Khí tức kinh khủng rêu rao vũ trụ, áp chế Yến Kiều và Khương Vọng đến mức không thể động đậy. Long thần gần như là chỉ đang co giật thân rồng, bỗng tỏa sáng vàng rực, vọt người lên. Đầu rồng vẫn bị đè chặt lại, nhưng mà toàn bộ long thân đã quấn lên, lấy đuôi rồng làm đầu, quấn lên ngọc Phật khổng lồ từng tầng, từ chân đến eo, đến vai, kéo chặt lấy, bỗng kéo căng. Cạch một tiếng, ngọc Phật mơ hồ có âm thanh nứt ra. Đó là kêu gào thảm thiết mà thân thể không chịu đựng nổi. Mà một tay ngọc Phật khổng lồ vẫn nắm lấy sừng rồng, đè chặt sự đầu rồng lại. Một tay khác dựng thẳng, cản nơi bả vai, lấy tư thế kháng cự ngăn cản thân rồng, không để nó ép gần hơn. Thân ngọc Phật đầu bị ép ra, vết rạn. Quan Diễn dừng vung quyền, trái lại có vẻ rất bình tĩnh. Nghe nói Trần Long không muốn quấn xiết đối thủ nhất, cho rằng đó là hành vi giống rắn mà khinh thường. Y nhạt giọng nói: mà người mô phỏng ngủ đông, tụ lực trước, lại quấn thân như là mãng xà, xem ra truyền thuyết sai rồi. Lời ấy không có một chữ nào thô tục, cũng không lộ ra tâm tình gì. Nhưng đối với Long Thần, không có lời châm chọc nào càng khó chịu đựng hơn lời này. Rồng không ở cùng rắn, rồng sao có thể giống rắn chứ? Quấn xiết quả thực là thủ đoạn Trần Long không muốn sử dụng nhất trong tất cả các thủ đoạn. Trên thực tế Trần Long cũng tuyệt đối không cần cái loại thủ đoạn này. Long tộc còn có nhiều bí pháp, còn nhiều thần thuật mạnh mẽ. Thế nhưng vào lúc này, thời khắc này, thần căn bản không có quá nhiều lựa chọn. Sau khi lần lượt đánh trả, hắn ta chưa có thể như vậy. Chưa có cơ hội này, hắn ta ép buộc đến mức chưa có thể làm như rắn. Đây là nỗi nhục nhã vô cùng. Long thần không nói một lời, chỉ đột nhiên ra sức ngẩng đầu, dữ tợn chống sừng, thật giống như là muốn đương trường ăn nuốt Quan Diễn vậy. Nhưng bàn tay lớn bắt lấy sừng của Ngọc Phật vẫn sừng sững bất động từ đầu đến cuối. Không chỉ như vậy, thân Ngọc Phật to lớn này càng nhiều tinh thần lực đều tiêu tán ra, lại tích trữ một tầng huy quang cách người mình, bảo vệ thân Ngọc Phật bị thân rồng quấn xiết. Mà một tay khác của Quan Diễn, tay chống cự quấn xiết kia đang kiên quyết đẩy từng tấc thần rồng ra ngoài. Dù ở trong tình huống nào, y cũng không chịu buông ra sừng rồng này ra, nắm thật chặt lại. Long thần cũng bởi vậy mà không có khả năng thoát thân. Ở trong loại trận loạn chiến đối kháng sát người này, y cấp tốc điều động lực lượng ngọc hành tinh, điên cuồng va chạm với thần lực của Long thần. Cho dù Long thần mạnh hơn nữa, lại lấy cái gì mà hao tổn với ngọc hành tinh được đây? Duy chỉ có nỗi lo trên chiến trường của hai loại sức mạnh, thân ngọc Phật của y, thân ngọc Phật này có thể chống đến thời điểm quyết ra thắng bại hay không thì còn chưa biết. Nhưng y thông dòng, chắc chắn ánh mắt bình tĩnh và tứ chi không một chút dao động nào của y đều đang nói cho Long thần lòng tin của y, lực lượng của y, y nhất định sẽ chống đỡ được đến cuối cùng. Trong mắt dựng thẳng màu vàng lại dấy lên kim diễm. Một lần nữa Long thần bày ra tư thế liều mạng vô cùng, tăng giá lần nữa. Ngọc Phật to lớn cùng nhóm lửa tinh thần lực theo đó dấy lên ngọc diễm, không một chút do dự mà đuổi theo. Hai bên giao chiến giống như là hai dân cờ bạc nóng đầy, như là muốn dốc hết tích lũy suốt cuộc đời vào một ván. Ngọc Phật khổng lồ và thần đông to lớn lấy một tư thế như vậy rằng co. Ai sống, ai chết, ai thắng, ai thua. Bỗng nhiên một con tiểu long màu vàng thoát ra đầu rồng. Nguyên thần long thần vọt ra khỏi thân thể. Long thần rời khỏi cuộc đánh cược trước. Cái nhảy lên này không phải đơn giản là nguyên thần và thân thể tách rời, mà là trực tiếp bỏ qua thể xác, mang đi tất cả lực lượng có thể mang. Thân rồng vẫn quấn lấy ngọc Phật to lớn. Sau khi mất đi vĩ lực trèo trống, gần như là lập tức bị lực lượng kinh khủng ngọc Phật đánh nát, nổ thành vô số khúc, thoáng chốc vẩy đất thịt nát, máu thừa bay đầy trời, lộn xộn như cơn mưa màu vàng.
Nhưng trong hư không bát ngát không mờ này, chỉ trong một chớp mắt sáng chói đã chia ra khắp nơi tám phương, mỗi một phần tự bay xa. Mà nguyên thần long thần bay lên vũ trụ, lại trực tiếp đánh ra một móng, đập xuống thiên giai, có uy thế diệt sát hết thảy. Yến Kiều phản bội hắn ta, và Khương Vọng làm hỏng đại sự quán ta, đều ở trên thiên giai. Long trảo chưa hạ xuống, thiên giai hệt như là thần tích kia đã bắt đầu đứt gãy. Thiên giai mà Yến Kiều mượn thần lực lập hành suy yếu, không chịu nổi trước mặt chú tể chân chính của thần lực này. Long chảo nhấn một cái, như là thiên địa hợp lại. Quan Diễn thần hóa thành ngọc Phật to lớn, chỉ vừa nhìn về phía bên kia, Khương Vọng thân mặc áo xanh đã là tan biến trên thiên giai, xuất hiện bên cạnh Tinh Đông, còn ở trong hình thức ban đầu của mình. Đây là sự vận dụng lực lượng ngọc hành tinh một cách tuyệt diệu. Mà Yến Kiều thần quấn tù thân tỏa liên của Pháp gia, mờ mịt đứng một mình trên thiên giai, đang đứt gãy từng tấc một. Đó hỗn loạn của nó nghĩ mãi không rõ. Sau thời gian chỉ qua một nháy mắt, mà Long Thần đã đến đánh nó rồi. Cái tên Khương Vọng kia ở đâu? Còn đưa trọc kia thật gian, thuận tay mang thêm một con rất là phiền phức sao? Sau này lão tử ăn nhiều lừa trọc hơn. Nhưng cho dù trong đầu có bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu âm thanh, cũng không thể không cùng đối mặt với một sự thật chung. Dù cho nó có năng lực na di, thì căn bản cũng không có khả năng trốn được long trào này khóa chặt. Còn về đối kháng, cho dù mạnh hơn gấp trăm lần, nó cũng không có khả năng đối kháng được. Muốn cản cũng không cản được, muốn trốn cũng không trốn được. Bị long thần tự tay giết chết, tất nhiên là không thể sống lại được. Cho nên nó lại lập tức cảm nhận được cái chết. Cái chết chân chính thì ra là như vậy. Thì ra là dày vò như vậy, khiến cho nó kinh hãi như vậy. Không! Yến Kiều hét lên. Mà móng vuốt của nguyên thần long thần lại thực sự lơ lửng trước thân nó. Vẹn vẹn tiếng gió đã cắt tù thân tỏa liên đến vỡ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà dù sao cũng chưa tiến thêm. Lồng vũ nát bay ra từ trên thân của Yến Kiêu, máu tươi nhỏ xuống. Nhưng mà trong mắt nó lộ ra nét mừng. Chỉ thấy nguyên thần long thần trở lại, vẫy đuôi rồng, lấy sừng rồng làm thương, va chạm, lại vọt thẳng tới tinh quang thánh lâu, còn ở trong hình thức ban đầu của Khương Vọng. Mục tiêu của hắn vẫn là tranh đoạt ngọc hành. Giành được ngọc hành chính là giành được hết thầy. Ngoài đó ra, giết bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu sự vật cũng không thể chút được nỗi hận này. Nhưng ngọc Phật khổng lồ kia chỉ khẽ nâng bước chân, đã chặn ngang trước Khương Vọng và tinh quang thánh lâu, ngăn trở tất cả khả năng truyền thấu lực lượng. Tay phải mở ra năm ngón, chụp cả bàn tay xuống. Hư không thoạt nhìn như là không có gì cả, thực ra cũng có một ít chất môi giới tồn tại. Ví dụ như nguyên lực vũ trụ, ví dụ như một ít ánh sáng và nhiệt, thậm chí quy tắc vào bản thân nó là hư không. Nhưng những thứ này đều xem như một loại tồn tại. Mà khi ngọc Phật khổng lồ kia ấn xuống bàn tay lớn, hết thảy đều chôn vùi. Đó là một khoảng không vắng lặng, một loại tan mất không cách nào hình dung. Một trường này kinh khủng đến mức đến cả nhìn Khương Vọng cũng không nhìn thấy, bởi vì ánh mắt của hắn cũng không thể tồn tại dưới một trường kia. Vạn vật đều thành không, vạn pháp đều thành không. Nguyên thần của Long Thần đương nhiên cũng không thể tồn tại, vỡ vụn thành từng khúc ở đó. Nhưng mà lúc này Yến Kiều vô cùng chật vật, lông vụ nát, máu bay kia bỗng há miệng. Quà tặng của vận mệnh, cuối cùng cần phải trả lại. Không! Yến Kiều chân chính chỉ hô nửa tiếng đã chôn vùi, căn bản không có đường sống để phản kháng. Một đôi mắt Yến tàn nhẫn đã chuyển thành mắt dựng thẳng. Mà thanh âm của Long Thần tiếp tục nói: mượn thần lực của Ngô, làm thần khu của Ngô. Yến Kiều hấp thu thần lực của thần, không ngừng sống lại lâu như vậy, cũng cho thần cơ hội di chuyển mệnh hồn. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.